Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và pháp rộng sâu đắc nhiệm màu. Trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chư trì tụng người tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 404. Kinh Đại Tập, những điều Bồ Tát hư không tạng hỏi Phật. Hán dịch trời đường. Tam tạng sa môn bất không, quyển 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Thế Tôn ngự tại đạo tràng Bảo Trang Nghiêm, là cảnh giới của Như Lai. Đạo tràng này nhờ sự hộ trì của chư Phật nên đã chứa nhóm hành trang của phước đức vĩ đại, thành tựu các hành nguyện bao la, là cung điện trú xứ của hàng Bồ Tát, là nơi để diễn nói pháp thâm diệu vô biên, cũng là cảnh giới của trí tuệ vô ngại của thần thông tự tại, nơi Đức Như Lai có thể phát sinh niềm tuệ khéo léo rộng lớn, là nơi hội nhập vào liệu hành hóa của trí vô sở hữu, khen ngợi công đức thù thắng vô lượng ở tận cùng đời vị lai. Đức Thế Tôn hiện chứng tất cả pháp bình đẳng, tự tại khéo chuyển bánh xe pháp thanh tịnh vô lượng vô thượng, thu phục giáo hóa tất cả chúng đệ tử, hiểu rõ về ý muốn của tệ chúng sinh, dùng căn cơ giải thoát, đoạn trừ mọi thứ phiền não trói buộc cho họ, đảm nhiệm việc thực hành không ngừng nghỉ đối với các Phật sự. Nơi đây Đức Thế Tôn cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 600 vạn người hội đủ. Chứ vị tỳ kheo này đều là hàng pháp vương tử của Như Lai, tâm và tuệ hoàn toàn giải thoát, đã đoạn trừ tất cả phiền não trói buộc, dễ nói thông suốt hết thảy pháp sâu xa của Đức Phật, lại có thể thấu đạt các pháp vô tướng, đầy đủ oai nghi đoan nghiêm, đặc biệt là nơi làm tăng trưởng ruộng phước lớn, khi an trụ nơi giáo pháp của Đức Thế Tôn. Lại có chúng đại Bồ Tát, số lượng là không thể nghĩ bàn, không thể ví dụ, không thể nói hết, từ các cõi Phật đều phân tập đến pháp hội. Trong khoảnh khắc một sát na, hàng Bồ Tát ấy tự tại đi qua vô số cõi Phật để cúng dường tất cả các Đức Như Lai, thỉnh cầu chư Phật thuyết pháp và nghe pháp không hề mệt mỏi, thường tạo mọi thành tựu đầy đủ cho các loài hữu tình. Dùng những phương tiện thiện xảo đã có thể đạt đến nẻo giải thoát thanh tịnh bậc nhất, an trú nơi biện tài vô ngại, vượt qua hết thảy mọi phân biệt hỷ luận, chứng đắc quả vị gần với trí nhất thiết trí. Danh hiệu của chư vị là Bồ Tát Điện Tiên, Bồ Tát Chiến Thắng, Bồ Tát Chiến Đấu, Bồ Tát Biến Chiếu, Bồ Tát Dũng Kiện, Bồ Tát Tùy Nghi, Bồ Tát Phấn Tấn, Bồ Tát Quan Sát Nhãn, Bồ Tát Thường Thư Thủ. Còn với hàng đại Bồ Tát Thường Thủ như vậy hội đủ. Bây giờ vì hàng đại Bồ Tát, Đức Thế Tôn đã tập hợp tất cả đại chúng ở lâu đài báu đủ nhiều hư không để giảng nói pháp vi diệu. Lâu đài ấy hết mực trang nghiêm thù thắng, giống như cõi Phật Nhất Bảo trang nghiêm trong thế giới đại trang nghiêm. Chúng Bồ Tát đều thấy mình an tọa trong lâu đài đó. Lúc này, tất cả hình sắc trong tâm thiên đại thiên thế giới, như núi Tô Mê Lô, núi Luân Vi, núi Đại Luân Vi, Châu Thiền Bộ, vân vân, các xóm làng, thanh ốc, sông ngòi, suối khe eo hồ, biển cả, rừng rậm, cỏ cây, cùng mọi thứ cung địa cư trú nơi đại địa đã bị che khuất. Hết thể các loại hình ảnh, màu sắc từ cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cho đến trời hữu đảnh, cùng cung điện của chư thiên, của chúng sinh, thể đều không hiện ra, giống như sau kiếp bị tai họa, lửa thiêu đốt, đại địa cháy tan chỉ còn là hư không. Trong ấy không có một đối tượng nào để mắt có thể nhìn thấy. Ở đây cũng vậy, cả tâm thiên đại thiên thế giới không còn có màu sắc, hình ảnh nào để mắt của các chúng sinh nhìn ngắm, chỉ trừ hàng thanh văn Bồ Tát, chúng trời rồng, già xoa cả thất bà. Nơi pháp hội trong đạo tràng Bảo Trang Nghiêm, thì mọi hình tướng đều hiển hiện rõ ràng. Lại nữa, nơi đạo tràng này, có tòa sư tử tự nhiên vọt lên, cao đồng hàng vạn do tuần phát ra ánh sáng thanh tịnh, chiếu tỏa khắp tam thiên đại thiên thế giới, che khuất ánh sáng của mặt trời mặt trăng, trời đất thích, phạm tiên và trời hộ thế. Khi Đức Phật an tọa trên tòa ấy thì đại chúng thấy được tướng kỳ diệu đặc biệt của Đức Như Lai, nên rất đổi vui mừng, khen ngợi là điều chưa từng có, bảo nhau. Lâu đài hết sức trang nghiêm thù thắng, với vô số sự sai biệt khéo léo như vậy, giả sử chúng ta có sống trọn một kiếp cũng không thể để bày hết. Bây giờ nương vào oai thần của Đức Phật, từ lâu đài báu, tôn giả Sa Lợi Phất đứng, Sa Lợi Tự đứng dậy, trụ giữa hư không. Sự là ý phục bày vai bên phải, quỳ gối chắp tay thưa: Bà Thế Tôn, do nhân duyên gì mà trước tiên hiện ra điềm lành này? Những màu sắc hình ảnh trong tâm thiên đại thiên thế giới đều bị che khuất,
nên rộng lặng như hư không, chỉ có lâu đài Bảo Trang Nghiêm nơi chúng hội cư trú này thì vẫn tự nhiên hiện bày. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Tử: Này Tôn giả Xá Lợi Tử, ông này tất có thấy lâu đài bảo này chăng? Bạch Thế Tôn: Con này đã thấy. Này Tôn giả, ông có thể khen ngợi công đức của lâu đài bảo này. Bạch Thế Tôn: Suốt đời con cũng không thể khen ngợi hết công đức chân thật ấy. Đúng vậy, này Tôn giả Xá Lợi Tử, có thế giới tên là Đại Trang Nghiêm, trong thế giới ấy có lâu đài báu vi diệu, cùng với tất cả đại chúng nơi pháp hội đều trụ giữa hư không. Hôm nay lâu đài ấy đã hiện ra ở đây. Bạch Thế Tôn: Thế giới Đại Trang Nghiêm đó hiện ở đâu? Đức Phật bảo: Về phương đông cách cõi này, với số lượng cõi Phật nhiều như số vi tròn trong tám thế giới Phật, có thế giới tên là Đại Trang Nghiêm. Đức Phật nơi cõi ấy hiệu là Nhất Bảo Trang Nghiêm, gồm đủ 10 tôn hiệu như La Ứng Cúng Chánh Biến Tri Mạnh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Dạy Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thế Nhân Sư Phật Thế Tôn thì đang thuyết pháp. Này Tôn giả Xá Lợi Tử, do nhân duyên gì thế giới ấy được gọi là Đại Trang Nghiêm? Vì trong thế giới ấy có những sự việc vô cùng trang nghiêm thù tán, nếu ta sống ở đời trong một kiếp cũng không thể nói hết về sự trang nghiêm kia, do đấy nó gọi là Đại Trang Nghiêm. Lại do nhân duyên gì danh hiệu Phật là Nhất Bảo Trang Nghiêm? Vì Đức Phật ở cõi ấy thường dạy chỉ dùng tâm Đại Bồ Đề mà làm ngọc báu, cho nên hiệu là Nhất Bảo Trang Nghiêm. Khi thuyết pháp, Đức Phật Nhất Bảo Trang Nghiêm cùng hàng Bồ Tát đều ngồi trên tòa sư tử nơi lâu đài báu và vụt lên hư không cả bằng 80 ức cây đa la. Vì hàng Bồ Tát, Đức Phật giảng nói: Pháp ấn hư không thanh tịnh. Này thì nên thế nào là pháp ấn hư không thanh tịnh? Đó là tất cả các pháp đều lìa tánh không tánh. Thế nào là lìa tánh không tánh? Nghĩa là tất cả các pháp không có biểu hiện. Thế nào gọi là không có biểu hiện? Đó là tất cả các pháp không hiển bày rõ ràng. Thế nào là không hiển bày rõ ràng? Tức tất cả các pháp đều xa lìa mọi duyên hợp phân biệt. Thế nào là không duyên hợp phân biệt? Nghĩa là tướng của tất cả các pháp là vắng lặng. Thế nào là tướng vắng lặng? Ấy là tất cả các pháp không có hai tướng. Thế nào là không có hai tướng? Nghĩa là tất cả các pháp đều xa lìa mọi dị biệt. Thế nào là không dị biệt? Đó là tất cả các pháp đều nhập vào tướng nhất đạo. Thế nào gọi là nhập vào tướng nhất đạo? Nghĩa là tự tướng, tự tánh của tất cả pháp đều thanh tịnh. Thế nào là tự tướng, tự tánh đều thanh tịnh? Đó là tất cả các pháp đều siêu vượt cả ba đời. Thế nào là siêu vượt cả ba đời? Tức tất cả các pháp không có nơi chốn nương tựa. Thế nào là không có nơi chốn nương tựa? Đó là tất cả các pháp không có ảnh tượng. Thế nào là không có ảnh tượng? Nghĩa là tất cả các pháp đều vượt qua mọi cảnh giới. Thế nào là vượt qua mọi cảnh các cảnh giới? Tức tất cả các pháp trong ngoài đều thanh tịnh. Thế nào là trong ngoài đều thanh tịnh? Đó là tánh của tất cả các pháp là không tạp nhiễm. Thế nào là không tạp nhiễm? Nghĩa là tánh của tất cả các pháp đều tịch tịnh. Thế nào là tánh tịch tịnh? Ý là tất cả các pháp đều xa lìa tâm ý thức. Thế nào là xa lìa tâm ý thức? Nghĩa là tất cả các pháp đều lìa khỏi tướng vốn không sinh. Thế nào là lìa khỏi tướng vốn không sinh? Đó là tất cả các pháp không có ngã. Thế nào là không có ngã? Tức tất cả các pháp không có chủ tể. Thế nào là không có chủ tể? Ấy là tánh của tất cả các pháp là vô ngã. Thế nào là tánh vô ngã? Đó là tất cả các pháp xưa nay vốn thanh tịnh. Thế nào là xưa nay vốn thanh tịnh? Nghĩa là tất cả các pháp vốn không có niết bàn. Thế nào là không có niết bàn? Ấy là tánh của tất cả các pháp đều như huyễn. Thế nào là tánh như huyễn? Nghĩa là tất cả các pháp không chân thật. Thế nào là không chân thật? Tức tất cả các pháp không có tướng tạo tác. Thế nào là không có tướng tạo tác? Nghĩa là tất cả các pháp đều xa lìa tướng thân tâm. Thế nào là xa lìa tướng thân tâm? Đó là tất cả các pháp đều lìa tướng và vô tướng. Thế nào là lìa tướng mà vô tướng? Nghĩa là tất cả các pháp tự tướng là chẳng động. Thế nào là tự tướng chẳng động? Tức tất cả các pháp không có đối tượng được y cứ. Thế nào là không có đối tượng được y cứ? Đó là tất cả các pháp đều không có nơi duyên dựa. Thế nào là không có nơi duyên dựa?
nghĩa là tất cả các pháp đều xá lìa a lại da. Này tôn giả Xá Lợi Tử, Đức Như Lai nhất bảo trang nghiêm đã giảng nói 32 pháp ấn thanh tịnh như không cho hàng Bồ Tát. Lúc ấy vô lượng Bồ Tát biết rõ ánh tánh của các pháp ngang bằng với hư không nên đều chứng đắc đế nhẫn tự tại thanh tịnh. Này tôn giả Xá Lợi Phất, trong thế giới đại trang nghiêm kia, hàng Bồ Tát đã dùng bố thí đại trang nghiêm nơi vô lượng kiếp tùy thuận mà xả bỏ, dùng tịnh giới đại trang nghiêm nên thân tâm được thanh tịnh, không có các điều nhớ uế, dùng nhẫn nhục để trang nghiêm nên đối với các chúng sinh không có tâm làm hại, dùng tinh tấn để trang nghiêm nên chứa nhóm mọi hành trang của tất cả các pháp, dùng tĩnh lự để trang nghiêm nên tự tại đối với tất cả các pháp tam muội giải thoát, dùng trí tuệ để trang nghiêm nên xa lìa tất cả phiền não trói buộc, dùng đại từ để trang nghiêm nên cứu giúp hết thảy chúng sinh, dùng đại bi để trang nghiêm nên không rời bỏ mọi loại hữu tình, dùng đại hỷ để trang nghiêm nên luôn hoan hỷ đối với muôn vật, dùng đại xả để trang nghiêm nên bình đẳng đối với hết thảy chúng sinh, không thương không ghét. Lại nữa, này tôn giả Xá Lợi Tử, trong thế giới của Đức Như Lai nhất bảo trang nghiêm có đại Bồ Tát tên là Đại Hư Không Tạng. Bồ Tát này dùng phước đức và oai lực lớn để tự trang nghiêm nên chứng đắc trí vô ngại, dùng tướng tốt để trang nghiêm thân, dùng biện tài để trang nghiêm lời nói, dùng định thù thắng để trang nghiêm nơi tâm, dùng kiến văn về tổng trì để trang nghiêm niệm, dùng tấm xả bình đẳng để trang nghiêm đạo chân thật, dùng tuệ để trang nghiêm sự an lạc nơi các cõi, dùng gia hành thắng tấn để trang nghiêm tâm an vui tăng thượng đối với tất cả các pháp không còn nghi hoặc, dùng thần túc để trang nghiêm các thần thông tự tại diệu dụng, dùng phước đức để trang nghiêm nên đạt được bàn tay công đức báu thường hai bố thí, dùng trí để trang nghiêm để phân biệt rõ về vô số ý muốn của chúng sinh, dùng tánh giác để trang nghiêm để khiến tất cả loài hữu tình chứng ngộ pháp thù thắng, dùng mắt để trang nghiêm nên được năm mắt thanh tịnh, dùng tai để trang nghiêm nên lãnh hội được ý nghĩa của các pháp như âm vang ứng hợp, dùng biện tài vô ngại để trang nghiêm nên pháp nghĩa từ biện được nêu bày là vô tận, dùng lực để trang nghiêm nên chứng đắc mười lực của Đức Phật, dịp tan các ma oán, dùng vô ý để trang nghiêm nên bề gãy các luận thuyết của ngoại đạo không hề bị khuất phục, dùng công đức để trang nghiêm nên đạt được vô biên công đức của Phật, dùng pháp để trang nghiêm nên từ các lỗ chân lông nơi thân đều diện nói pháp như tiếng vang, dùng sự sáng tỏ để trang nghiêm nên có thể thấy được kho pháp của tất cả chư Phật, dùng hào quang để trang nghiêm nên chiếu soi đến tất cả các loại Phật, dùng tâm ghi nhớ để trang nghiêm nên không có sai lầm, dùng sự dạy bảo để trang nghiêm nên thực hành đúng như lời nói, dùng thần thông thần cảnh để trang nghiêm nên biến hiện được tất cả các loại hình tướng, dùng sự khen ngợi của hết thảy chư Phật để trang nghiêm nên an trụ tự tại không bị lệ thuộc, dùng tất cả các pháp lành để trang nghiêm nên hội nhập cảnh giới của tất cả pháp Phật. Này tôn giả Xá Lợi Tử, Bồ Tát Đại Hư Không Tạng đã thành tựu vô lượng công đức như thế. Bồ Tát ấy cùng với các Bồ Tát khác muốn đến thế giới Ta Bà này để chiêm ngưỡng, cung kính lễ bái, hầu hạ cúng dường Như Lai, cũng là để phân biệt pháp môn vi diệu nơi chúng ngồi đại tập này, khiến cho chư vị Bồ Tát khắp mười phương đã văn tập đến đây đều hoan hỷ phát khởi lòng tin thanh tịnh, tất cả đều dốc lòng thâu nhận giữ gìn chánh pháp. Bây giờ Bồ Tát Đại Hư Không Tạng cùng với 12 ức Bồ Tát tuần tự bế quan nhất tâm chiêm ngưỡng Đức Như Lai nhất bảo trang nghiêm. Thưa Bạch Thế Tôn, hôm nay con muốn đến thế giới Xa Ha Ta Bà để lễ bái cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xin Thế Tôn chấp nhận. Đức Phật nhất bảo trang nghiêm nói, hiện tại thật là đúng lúc ông nên đến thế giới đó. Ngay lúc ấy, Bồ Tát Đại Hư Không Tạng và chư vị Bồ Tát cũng kính đảnh lễ ngang chân Đức Thế Tôn nhất bảo trang nghiêm, xong liền nghĩ nên nương vào thần thông vô hí vô hành của Đức Như Lai. Tức thì chỉ trong khoảng một niệm, Bồ Tát Đại Hư Không Tạng cùng chúng Bồ Tát đã biến mất ở cõi này, hiện đến đạo tràng bảo trang nghiêm nơi thế giới Ta Bà. Trụ giữa hư không tung rải xuống như mưa các loại hoa hương vi diệu của thế giới đại trang nghiêm, như hương bộ, hương xoa, phướng, lọng, tơ lụa, vô số các loại hoa như hoa nguyệt, hoa đại nguyệt, hoa diệu thù thắng, hoa nhật nguyệt quang, hoa nhật đăng,
hoa nhật tinh, hoa ái, hoa đại ái, hoa chiếu diệu, hoa ta thác là, hoa thắng diệu ta thác là, hoa biến vô cấu, hoa thanh tịnh vô cấu, hoa kim quang chiếu diệu, hoa hư không chiếu diệu, hoa đại bạch hương chiếu xúc, hoa bạch diệp thiên nhụy, hoa trừ ưu, hoa tác hỷ, hoa thiên sở tán, hoa long, hoa an lạc sinh hỷ, hoa thiền chi, hoa linh thân khóa lạc, hoa linh tâm hoan hỷ, hoa hương biến tâm thiên thế giới, hoa tức trừ chúng bệnh, hoa diệu oai đức trang nghiêm, hoa lưu xúc dư biên phước đức, hoa chiếu xúc thập phương Bồ Tát. Các loài hoa tươi đẹp như vậy được mưa xuống đạo tràng bảo trang nghiêm, lớp lớp chồng chất và hiện bày khắp tam thiên đại thiên thế giới. Khi ấy đại chúng trông thấy các thứ hoa như thế, bèn thưa Bạch Thế Tôn, các loài hoa và âm nhạc thù thắng như vậy, từ trước đến nay chúng con chưa từng thấy, chưa từng được nghe. Thế thì chúng từ đâu mà đến? Kính xin Như Lai chỉ dạy. Đức Phật bảo đó là Bồ Tát đã hư không tạng từ nơi thế giới đại trang nghiêm đến đây, trụ dự hư không. Trước là tôn trại của số các loại hoa đẹp lạ như thế đã cúng dường Như Lai và kinh này. Lúc ấy Bồ Tát đại hư không tạng cùng với chúng Bồ Tát của thế giới đại trang nghiêm từ hư không đi xuống để lễ dưới chân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dạo quanh ba vòng rồi đứng qua một bên tòa Bạch Thế Tôn. Đức Như Lai nhất bảo trang nghiêm có lời vấn an Đức Thế Tôn ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt hành hóa đều ung dung an lạc dân. Ở đây có 12 ức Bồ Tát, chư vị từ xưa đã từng được Đức Thế Tôn giáo hóa dẫn dắt, hiện cùng với con đến thế giới Ta Bà này vì muốn được nghe kinh Đại Tập. Đức Như Lai nhất bảo trang nghiêm chỉ muốn cho hàng Bồ Tát luôn được tự tại đối với tất cả pháp, thành tựu pháp đại thừa, cuối sinh Đức Thế Tôn thương xót mà chấp nhận giảng nói pháp vi diệu cho chúng con. Sau đấy Bồ Tát đại hư không tạng liền hiện ra lộng báu ở giữa hư không, được trang hoàng là các thứ báu che trên đỉnh đầu Đức Như Lai, tỏa ánh sáng rực rỡ chiếu khắp mười phương, lại hiện ra tòa ngồi như tòa xe tử của Đức Thế Tôn. Tòa ấy cao rộng một vạn giới tuần. Lúc này Bồ Tát đại hư không tạng ở nơi tòa kia chắp tay nói kệ tán thán Phật: bậc trí diệu công đức pháp thắng, thanh tịnh không nhơ không giới hạn, bình đẳng vắng lặng như hư không, kính lễ Phật sâu xa tối tượng, hiện bày thân tướng sắc vi diệu, chẳng lìa pháp thân, hiện thân này chỉ lòng từ bi thương chúng sinh, hiện khắp tướng trăm phước trang nghiêm, xa lìa âm thanh không nghe thấy, dứt các ngôn từ chẳng nói bày, rằng thánh ngôn ngữ như tiếng vang, do tâm đại bi mà diện nói. Đối với hữu tình tâm bình đẳng, biết tâm như huyễn không tự tánh, thấu tỏ tâm hành không hướng xét, bình đẳng rốt ráo tâm là tâm, thì hiện tất cả độ chúng sinh, thân hình, thiên thể, vượt mọi tướng, dùng công đức chỗ dựa nhiệm màu, theo căn cơ hợp mà hiện thân. Pháp là vô tướng, Phật cũng vậy, nhân đắm nhiệm pháp, lìa phân biệt, biết pháp có thể cứu muôn loài, tự nghi thiết pháp không gián đoạn. Đại chúng đều cùng quán thân Phật, sắc tướng, Phật hiện đều sai khác, Thế Tôn đã lìa tưởng thân tâm, thuận hiện đều khiến chúng hoan hỷ, do duyên hòa hợp các pháp sinh, hư vọng phân biệt chẳng phải thật, biết tất cả pháp đều như vậy, thành tựu chánh giác chưa niết bàn. Đã đoạn phân biệt lìa kiến chấp, đạt nẻo vắng lặng không tự tánh, thì biết tánh các pháp thanh tịnh, giải thoát nghiệp quả không sai trái, pháp không chúng sinh, thọ và nhân, tỉnh như hư không, lìa tên gọi, rõ chúng sinh ấy thật chẳng có, được khiến chứng nhập pháp cam lộ, tu trăm ức kiếp hạnh khó lường, tinh tấn cầu đạt đạo vô thượng, do nhân duyên này được thành tựu, chứng quả niết bàn, chốn không hạnh, tỏ ngộ các pháp tánh không khác, nơi thượng trung hạ đều bình đẳng, trụ trí bình đẳng, không phân biệt, nên tâm chư Phật thường an định, biết quận xứ giới đều như huyễn, ba cõi như trăng hiện đế nước, hữu tình như mộng tánh chẳng thật, nói pháp như thế chẳng phải chân. Tục đế nói thành vô thượng giác, không thể nêu tướng được chẳng được, bồ đề và pháp cũng chẳng được, tướng chuyển vô chuyển, không chỗ chuyển, đưa mình và người tới bờ kia, giải thoát tất cả mọi trói buộc, khiến thể đều đến với đại thừa, cùng trên đất niết bàn an lạc, hữu tình không sinh cũng không diệt, chúng sinh xưa nay thường thanh tịnh, tự tánh mọi loài tướng như huyễn, hữu tình đã chứng quả bồ đề, sắc như hư không, không phát sinh, tất cả thế gian cũng như vậy, là pháp vô sắc lìa sắc tướng,
và biết ý nghĩa sắc vắng lặng. Dùng dùi tán dương công đức Phật, như thỉnh nghe khen đều đắm nhiễm, công đức của Phật như hư không. Như thế mới thật khen ngợi Phật, lễ bậc giác ngộ cho chúng sinh, không quán, không tâm và vô đắc. Chỉ có chư Phật, khen ngợi Phật. Con lại đấng như như Đức Phật, biết rõ hữu tình, không ngã nhân, pháp giới chư Phật đồng một hướng, đã thấu các pháp lìa tướng dục, nên con cúng dường đấng bình đẳng. Khi Bồ Tát Đại Hư Không Tạng đã kệ xong, lập tức mở lâu đài, bốn nơi đạo tràng bảo trang nghiêm hiện đủ sáu cách chấn động, trong hư không có tiếng nói: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ở trong vô số ức na do tha trăm ngàn kiếp đã tích chứa pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, Bồ Tát Đại Hư Không Tạng này đã dùng lời kệ bí diệu tất có thể khen ngợi. Này thì nam, nếu ở trong mộng hãy còn chưa từng được nghe, huống hồ là được thấy, nếu thì nam thì nữ nào nghe bài kệ này có thể phát sinh niềm tin, hiểu rõ về nghĩa lý rồi tu hành, nên biết người ấy lần lượt không bao lâu sẽ gầm lên tiếng gầm của sư tử như Bồ Tát Đại Hư Không Tạng. Khi ấy Bồ Tát Đại Hư Không Tạng thưa Bạch Thế Tôn: Vì muốn được nghe kinh đại tập nên con đến thế giới Tây Bà này để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường và nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Hôm nay ở trong chúng hội này, hai đại sĩ đều có tâm nghi ngờ nói pháp, cuối xin Đức Thế Tôn làm cho chư vị phát sinh tự quyết định để hiểu rõ các pháp. Lành thay Bạch Thế Tôn, hôm nay con muốn được hỏi về ý nghĩa quyết định, kính xin Như Lai ban cho chút ít phương tiện. Vì sao Đức Thế Tôn là bậc trí vô ngại, biết rõ về mọi căn trí tuần tục của tất cả chúng sinh? Đức Thế Tôn là bậc đại trí, là bậc đạt trí tuệ xa lìa bao thứ tối tâm, là bậc hiểu rõ mọi nghĩa lý, khéo phân biệt về các nghĩa câu cú, là bậc biết thời, luôn thời ký đúng lúc, là bậc biết rõ về cơ duyên tuyền nghi giảng nói pháp cho muôn loài, là bậc diệu dụng hàng tự tại đối với các thần thông, là bậc quan sát thanh tịnh do hiểu rõ tâm niệm và sự tạo tác của mọi chúng sinh như trong lòng bàn tay, là bậc tối thắng vì không ai có thể thấy được đảnh tướng, là bậc dũng mãnh vì trong tam thiên đại thiên thế giới mọi loài đều quy phục, là bậc như nhiên vì không có thầy mà chứng ngộ tất cả các pháp, là bậc đạo sư chỉ bày đạo chân chánh nơi các con đường, là bậc đại lương y dùng thuốc cam lộ để chấm dứt bao thứ bệnh khổ về mê lầm trói buộc của chúng sinh, là bậc có uy lực lớn do đó về thì sớ phi sớ với bà ba minh, là bậc đại vô ý đối với các hàng sa môn bà la môn chư thiên ma phạm nơi tất cả thế gian đã gầm lên tiếng gầm của sư tử không hề sợ hãi, là bậc thành tựu pháp bất cộng do đó trí vô ngại trong ba đời, thân miệng ý đều thanh tịnh với các pháp tâm an bất để định giải thoát chi kiến cùng pháp bất cộng, là bậc an trụ nơi đại từ đối với các loài hữu tình dùng tuệ không chướng ngại để quán xét bình đẳng như hư không, là bậc an trú nơi đại bi dùng tuệ bình đẳng không lay động đối với những hành tốt xấu khổ vui của chúng sinh, là bậc an trú trong đại hỷ thực hành thiền định giải thoát đến bờ bến kia là bậc an trú trong đại xã tâm không thương ghét như hư không, là bậc trụ nơi bình đẳng hội nhập vào trí bình đẳng của tất cả Như Lai, là bậc không mong cầu trí tuệ đầy đủ sẽ để mọi thứ danh lợi, là bậc đạt nhất thiết trí đã mất thanh tịnh nhận biết về tất cả pháp đều được rốt ráo. Ta biết rõ Đức Thế Tôn đã thành tựu vô lượng vô biên công đức như vậy, hôm nay chúng con do ý thích pháp này nên muốn thử hỏi khi cho chúng sinh đối với pháp bình đẳng ấy dùng phương tiện để phát sinh trí nhất thiết trí. Phật Ma Bồ Tát Đại Hư Không Tạng, lành thay, lành thay, hàng chánh sĩ các ông đã được hàng hà sa chư Phật tỏ ký, hôm nay các ông tùy ý thử hỏi, Như Lai sẽ giảng nói rõ khiến cho chư vị được hoan hỷ. Lúc ấy trong chúng hội có đại Bồ Tát tên là Công Đức Dương Quang Minh hỏi Bồ Tát Đại Hư Không Tạng: Thưa nhân giả, vì nhân duyên gì mà nhân giả định thưa hỏi Đức Như Lai? Bồ Tát Đại Hư Không Tạng liền nói kệ đáp: Tâm bình đẳng đối với chúng sinh, tâm vi diệu an trụ bờ giác, tâm ngộ tâm không đạt diệu lý, nên tôi thưa hỏi Đức Thế Tôn, bậc thanh tịnh dứt sạch tối tâm, tất cả nghi ngờ đều đã đoạn, vì khiến quyết định được giải thoát nên tôi thưa hỏi Đức Thế Tôn, ý ngã vô ngã đều thanh tịnh, thường trụ vô ngã lợi muôn loài, giải thoát ngã kiến buộc hữu tình,
vì điều này nên tôi hỏi. Hoài nghi khéo trụ nơi tịnh giới, tâm ý thanh tịnh cùng hư không, kiên cố bất động như tu di, vậy nên tôi hỏi bậc công đức. Tinh tấn dũng mãnh không thoái lui, dẹp hết ngã mạn và báo oán, dứt sạch phiền não mình và người, nên tôi hỏi đấng đoan nghiêm. Thích nghe thế giới nhẫn tinh tấn, thiền định giải thoát các thần thông, tề minh thường thanh tịnh thù thắng, nên tôi hỏi nghĩa thanh tịnh. Ế trụ không vô tướng vô nguyện, tiền sinh tử hoặc niết bàn, không sinh không trụ chẳng đến đi, nên tôi hỏi trí thanh tịnh. Thầy biết sâu xa không giới hạn, thành bao duy giác các chúng khác, không thể nếu hỏi về xét luận. Tôi vì như vậy hỏi Thế Tôn, ở thích thông đạt nơi chánh pháp. Pháp chẳng phải pháp đều không chấp, đối với pháp thiền tâm không loạn, nên tôi hỏi pháp của Phật, không đoạn trừ Phật chủng hiền thánh, giữ gìn chánh pháp và tăng bảo, để cho Phật ba đời khen ngợi, nên tôi hỏi đón biển công đức. Bồ Tát Đại Hư Không Tạng dùng kệ đáp Bồ Tát Công Đức Vương Quang Minh xong, tôi với Phật và Thế Tôn: thế nào là Bồ Tát tu hành Bố Thí Ba La Mật giống như hư không? Thế nào là Bồ Tát tu hành các hành trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ Ba La Mật giống như hư không? Thế nào là tu hành hai loại trang nghiêm là phước đức và trí tuệ như hư không? Thế nào là Bồ Tát không xa lìa mà luôn nhớ nghĩ về Phật Pháp Tăng xã giới thiên? Thế nào là Bồ Tát tu tập các hành về Niết Bàn? Thế nào là Bồ Tát biết rõ về hành tướng của tất cả chúng sinh? Thế nào là có thể giữ gìn kho báu của Pháp Phật? Biết đúng như thật về Như Lai đẳng giác, về tánh và tướng của các Pháp. Thế nào là Bồ Tát khéo nhận biết về bản tánh thanh tịnh của chúng sinh để tạo cho họ mọi thành tựu đầy đủ? Thế nào là Bồ Tát tương ưng đúng như lý để tu tập Pháp Phật đạt được rốt ráo? Thế nào là Bồ Tát chứng đắc thần thông bất hoại, tự tại đối với tất cả các Pháp? Thế nào là Bồ Tát an trú trong diệu lý sâu xa của Pháp Phật, tất cả hàng thanh văn và bích chi Phật không thể luận xét? Thế nào là Bồ Tát nhập vào trí dân khởi thiện xảo, sẽ là tất cả biên kiến? Thế nào là Bồ Tát dùng ấn của Như Lai để ấn chứng Pháp chân như, không làm gián đoạn trí thiện xảo? Thế nào là Bồ Tát nhập vào diệu lý của Pháp giới, thế rõ thể các Pháp là một tánh bình đẳng, hữu tương hiện bày khắp? Thế nào là Bồ Tát tâm ý luôn an lạc, bền vững như kim cang đối với Pháp Đại Thừa, chẳng mảy may dao động? Thế nào là Bồ Tát ở nơi cảnh giới của mình luôn được thanh tịnh như cảnh giới của Phật? Thế nào là Bồ Tát chứng đắc Đà La Ni, không quên việc thực hành chánh pháp? Thế nào là Bồ Tát đạt được sức hộ trì của Như Lai vì biện tài vô ngại? Thế nào là Bồ Tát luôn có được tự tại trong sinh tử? Thế nào là Bồ Tát hạnh phục mọi thứ quán địch, vượt mọi vượt khỏi bốn ma? Thế nào là Bồ Tát chứng nhóm vô lượng phước đức hành trang, làm nơi nương tựa cho mọi chúng sinh? Thế nào là Bồ Tát sinh trong đời không có Phật, vì muốn loài mà làm việc Phật? Thế nào là Bồ Tát chứng đắc Tam Muội Hải Ấn, không nắm nhiễm nơi tâm hành của tất cả hữu tình? Thế nào là Bồ Tát không chấp trước, tâm như gió giữa hư không, chẳng bị chướng ngại? Thế nào là Bồ Tát khéo nhận biết các phương pháp tu hành, xa lìa si ám, đạt được ánh sáng trí tuệ, chứng đắc trí tự nhiên, không nhờ vào người khác, nhưng chóng đạt đến trí nhất thiết trí của Bậc Đại Thừa? Khi ấy, Phật bảo Bồ Tát Đại Hư Không Tạng: lành thay, Đại Bậc Đại Sĩ, hôm nay ông có thể khéo thưa hỏi Như Lai và nghĩa lý sâu xa như vậy về chúng sinh mà đang bày các câu hỏi như thế. Ông có thể thấu đạt về Pháp của hết thảy chư Phật đã từng cúng dường, phụng sự vô lượng chư Phật trong quá khứ, để ở nơi trú xứ của chư Phật vun trồng căn lành, mặc áo giáp tinh tấn, có Pháp không hề chán bỏ, dùng gươm trí tuệ ra khỏi cảnh giới của ma, thường vô thích tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh, vượt khỏi tám pháp khen chê của thế gian, tâm bình đẳng như hư không. Từ lâu đã tích tập trí như thiết trí, công đức của đại sĩ thật không có giới hạn. Đã từng tu hỏi nghĩa lý này nơi vô số chư Phật đời quá khứ, cho nên Đại Bồ Tát Đại Hư Không Tạng, ông hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, vì ông Như Lai sẽ phân biệt và nói về công đức của hàng Đại Bồ Tát đã đạt được để cho đắc trí nhất thiết trí của Đại Thừa. Bồ Tát Đại Hư Không Tạng thưa: và Thế Tôn, con xin được lãnh hội.
Đức Phật bảo là Bồ Tát đã hư không tạng. Này Thiện Nam, Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì tu hành bố thí ba la mật như hư không. Những gì là bốn pháp? Đó là một, do ngã thanh tịnh nên chúng sinh thanh tịnh. Hai, do chúng sinh thanh tịnh nên bố thí thanh tịnh. Ba, do bố thí thanh tịnh nên hồi hướng thanh tịnh. Bốn, do hồi hướng thanh tịnh nên Bồ đề thanh tịnh. Này Thiện Nam, đó là bốn pháp mà Bồ Tát cần thành tựu thì tu hành bố thí như hư không. Lại nữa, nếu Bồ Tát thành tựu tám pháp thì có thể tu hành bố thí ba la mật thanh tịnh, đó là dùng ngã thanh tịnh, ngã sở thanh tịnh, nhân thanh tịnh, kiến thanh tịnh, tướng thanh tịnh, vị tướng thanh tịnh, tâm chạm ứng quả báo thanh tịnh và tâm bình đẳng như hư không thanh tịnh để bố thí. Đó là tám phép mà Bồ Tát phải thành tựu thì có thể tu hành Bồ Tát và làm Phật thanh tịnh. Này thì anh em, như hư không, không có biên vực. Sự thực hành Bồ Tát vô hạn của Bồ Tát cũng vậy. Như hư không rộng lớn, không bị chướng ngại. Hành Bồ Tát hồi hướng của Bồ Tát cũng như vậy. Như hư không, không có màu sắc. Sự xa lìa sắc tướng, hành Bồ Tát của Bồ Tát cũng như vậy. Như hư không, không có sự thọ nhận. Xa lìa sự xa lìa thọ nhận, hành Bồ Tát của Bồ Tát cũng như vậy. Như hư không không nhiễm vướng, sự xa lìa nhiễm đắm, hành Bồ Tát của Bồ Tát cũng như vậy. Như hư không chẳng có tạo tác, sự xa lìa pháp hữu vi, Bồ Tát của Bồ Tát cũng như vậy. Như hư không không có thức tưởng, sự xa lìa thức tưởng, hành Bồ Tát của Bồ Tát cũng vậy. Như hư không hiện bày khắp các cõi Phật, tâm từ bi lớn của Bồ Tát, hành Bồ Tát viên khắp hết thảy chúng sinh, năm quốc độ của tất cả chư Phật cũng vậy. Như hư không không cùng tận Bồ Tát hành Bồ Tát, hồi hướng không để mất hạt giống tam bảo cũng vậy. Như hư không không tối tâm, sự thực hành Bồ Tát xa lìa phiền não tối tâm của Bồ Tát cũng vậy. Như hư không không hiện bày các tướng, sự thực hành Bồ Tát với tâm thanh tịnh của Bồ Tát cũng vậy. Như hư không hàm chứa hết tất cả, sự thực hành Bồ Tát thu tóm hết thảy chúng sinh của Bồ Tát cũng vậy. Là như nhà ảo thuật thể hiện sự biến hóa mà tâm họ không phân biệt, không mong cầu sự báo đáp. Bồ Tát hành Bồ Tát cũng vậy, đều đem tất cả như hiện hóa, xử lý mọi chủ thể và đối tượng, không mong cầu quả báo. Này thì Nam, Bồ Tát hành Bồ Tát dùng trí tuệ tối thắng để dứt trừ các phiền não, dùng trí tuệ phương tiện nên không xa lìa muôn loài. Đó là Bồ Tát hành Bồ Tát Ba La Mật giống như hư không. Bây giờ Đại Bồ Tát Đăng Thủ từ trong chúng hội đứng dậy đối vật Bạch Thế Tôn. Bậc Đại Bồ Tát dùng những thứ gì để tu hành Bồ Tát Ba La Mật như vậy? Phật nói, này thì anh em, Đại Bồ Tát nên dùng vô tướng để tu hành Bồ Tát Ba La Mật như vậy. Vì sao? Vì tất cả các pháp không có thân tướng. Vì thân tướng thanh tịnh, không có tướng chúng sinh, vì tướng chúng sinh thanh tịnh, không có tướng của pháp, vì tướng pháp thanh tịnh, không có tướng của trí, vì tướng của trí thanh tịnh, không có tướng của tuệ, vì tướng của tuệ thanh tịnh, không có tướng của tâm, vì tướng của tâm thanh tịnh, không có tướng của thế gian, vì tướng của thế gian thanh tịnh, không có tướng của sắc, vì tướng của sắc thanh tịnh, không có tướng của kiến, vì tướng của kiến thanh tịnh. Như vậy cho đến không tối, không sáng, sẽ lệ tất cả mọi tướng là vô tướng, rốt ráo nơi mọi giới hạn, để được nhận vô tận, được Như Lai tọa ký chắc chắn trụ ở ngôi vị chánh giác, dùng ấn bất thoái để ấn chứng được pháp quán đỉnh của Phật, thành tựu tất cả pháp bình đẳng của chư Phật, biết rõ mọi hành tướng của tất cả chúng sinh. Bồ Tát nên dùng các hành như thế để tu hành Bồ Tát Ba La Mật. Lúc Đức Phật thuyết giảng pháp này xong, có 16.000 Bồ Tát ở đâu các pháp thấy được pháp tánh giống như hư không, chứng đạt pháp nhận vô sinh. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, tâm thường thanh tịnh hành bố thí, cầu bồ đề không mong quả báo, hoan hỷ bố thí không hối tiếc, là thí vi diệu đạt giải thoát. Bậc trí biết pháp đều như huyễn, không tiếc thân mạng và tài sản, nhưng bậc dụng khác đều không tham. Chí nguyện bồ đề tâm quyết định, bình đẳng bố thí không thương ghét, không hề thoái chuyển luôn tinh tấn, cho quán các pháp như hư không, nên chẳng vui mừng, không chán bỏ. Biết tánh tướng pháp vốn thanh tịnh, bồ đề bồ thí cũng như vậy.
Vì chỗ bố thí không tham đắm nên thường sẽ bỏ mọi hy luôn. Bình đẳng bố thí lìa suy xét, không hề phân biệt thượng trung hạ, tâm ý thanh tịnh không nhơ bẩn, đạt được tuệ thế không mong cầu, biết thân huyện hóa chẳng thường còn, tài sản không chắc như mộng chớp, khởi tâm từ bi thương thế gian, thực hành bố thí không nhiễm vướng, hành thí vô ngã phiền não sạch, liền được tạo lập nơi pháp Phật, ma vương không thể quấy phá được, bố thí như thế thật khó lường. Bậc mười lực giảng nói tâm thí đến trụ ở giới hạnh thanh tịnh, do vậy khéo tu đạt tịch tỉnh, trí tuệ mới mau được viên mãn. Thế giới và tâm đều thanh tịnh, phiền não diệt hết không còn sinh, mình và mọi người đều lợi ích, đạt an lạc niết bàn vô di. Vì trừ tham kết thành bố thí, do vậy không đắm cũng không nhiễm, nhờ đó không còn các khổ não, đạt được nhân bồ đề thanh tịnh. Tâm bố thí không hề toái chuyển, nhân đấy thấy được tánh bồ đề, đã thấy tức đức thanh tịnh bồ đề, nên hóa độ vô lượng, được vô lượng chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Tập, những điều Bồ Tát hư không tạng hỏi Phật. Quyển một, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.